Đấu phá thương khung phần 4 tập 40. Nhã Phi gò má bởi vì phẫn nộ có chút đỏ lên, bộ ngực đầy đặn hơi nhấp nhô. Nhã Phi gò má bởi vì phẫn nộ có chút đỏ lên, bộ ngực đầy đặn hơi nhấp nhô. Nàng không nghĩ tới, hai năm không gặp, người này vẫn như trước sau như một. Hống hách không nói lý, không cần nói bất cứ cái gì, đã trực tiếp hạ độc thủ người khác. Nham Kiêu, người không sao chứ? Bước nhanh đi tới bên người Tiêu Viêm, Nhã Phi nhìn từ trên xuống dưới, vội vàng dò hỏi. Lắc đầu, Tiêu Viêm ánh mắt vẫn dừng lại trên người thanh nghi thanh niên trước mặt, nhẹ giọng rồi nói, hắn là ai vậy? Mộc Chiến, người của Mộc Gia, một trong tam đại gia tộc, một kẻ điên làm cho người ta đau đầu. Lúc đầu ta đi ra ngoài lịch lãm, có vài phần nguyên nhân chính là lẽ tránh hắn, Nhã Phi cười khổ rồi nói. Xuống tay thật độc ác, rất là tàn nhẫn, Tiêu Viêm nhẹ giọng rồi cười. Trong nụ cười chứa đầy sát ý âm lãnh, lại làm cho một bên Nhã Phi mặt đang nhăn nhó cười khẽ biến sắc. Đừng có xúc động, Mộc Chiến là nhân tài kiệt xuất của Mộc Gia. Hắn lúc giờ đế đô đã là đấu sư cường giả, hiện giờ trải qua 2 năm ở quân doanh vùng biển cảnh lịch lãm, thực lực chắc chắn sẽ tiến vọt một bước lớn. Người Nhã Phi biết tính tình của Tiêu Viêm, biết lúc này hắn thật sự nổi giận, nhưng mà đối diện Mộc Chiến cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Nếu là động thủ, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn, lập tức vội vã khuyên can nói. Tiểu tử mới tới đế đô, có trách dám cùng Nhã Phi thân cận như vậy. Nhã Phi đối với Tiêu Viêm quan tâm, càng làm cho trên khuôn mặt của Mộc Chiến vẻ hùng lệ thịnh lên. Xoay xoay cái cổ, một trận răng rắc từ đầu khớp xương thanh thúy vang lên. Tiêu Viêm gương mắt liếc vị thanh niên không chút che giấu sát ý trong lòng, mím môi, khóe mắt tại trong đại sảnh nhanh chóng quét một vòng. Vài tên tộc nhân của Lạp Lan gia tộc đã bắt đầu lùi về phía sau, nhìn bộ dáng của hắn là muốn đi đem chuyện xảy ra báo cáo cho đám người Lạp Lan Kiệt. Có lẽ Nhã Phi lời nói không phải là xả, người thanh niên trước mặt đúng cũng là đích xác khiến cho Tiêu Viêm xuất hiện ra một loại cảm giác nguy hiểm. Song ngay cả như vậy, hắn chẳng lẽ lại không dám ra tay? Nhã Phi phía sau, cho dù là đám người Lạp Lan Kiệt có đến, lúc trước Mộc Chiến đánh lén khiến hắn thiếu chút nữa trọng thương, đã làm trong lòng của Tiêu Viêm áp lực một tháng chưa hề động thủ, lửa giận hoàn toàn bạo phát ra, cho nên lúc này đây hắn không thể tiếp tục nhẫn lại được nữa. Nhã Châu đen kịt nhìn chằm chằm Mộc Chiến, quyên bảo của Nhã Phi bị hắn bỏ qua, tay phải mở ra, nhất thời một cỗ hấp lực liền đem một khúc gỗ bằng bắp đùi cách đó không xa hút vào trong tay, nắm chặt nó, thân thể Tiêu Viêm lâm vào yên tĩnh. Trong nháy mắt, thanh sắc đấu khí bạo dũng phát ra, thân thể nhanh chóng tránh xa Nhã Phi. Trong nháy mắt, thanh sắc đấu khí bạo dũng phát ra, thân thể nhanh chóng tránh xa Nhã Phi. Bàn chân vừa đạp mạnh xuống đất, theo một đạo năng lượng lổ vang, thân hình Tiêu Viêm giống như là hóa thành một đạo hắc tuyến, như là tia chớp bắn mạnh hướng về Mộc Chiến. Tiểu tử, khá lắm. Nhe răng cười nhìn Tiêu Viêm cơ như là chủ động công kích, trên thân thể của Mộc Chiến, thúy lục sắc đấu khí cũng mạnh mẽ thoát ra. Hai tay nắm chặt, toàn thân giống như là bao phủ một màu thủy lục của cây. Lúc này thấy Tiêu Viêm không lựa chọn lùi bước, ngược lại còn chủ động công kích, không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của đại sảnh. Nhìn về phía Mộc Chiến, một số người minh bạch thực lực Mộc Chiến đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Ở trong lòng bọn họ nghĩ, nhất cử nhất động của Tiêu Viêm chỉ là muốn tại trước mặt Nhã Phi thể hiện ra bản lãnh mà thôi. Người này quả nhiên là tự mình chuốc họa vào thân. An tĩnh đứng nguyên tại chỗ đó chờ đám người Lạp Lan lão gia tử tới không phải là tốt hơn hay sao? Xông lên như vậy thật không biết tự lượng sức, để cho người ta vũ nhục. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Liễu Linh lắc đầu cười rồi nói, hắn cũng đã sớm nhận biết Mộc Chiến, cho nên Nhã Phi thường minh bạch kẻ chiến đấu cuồng nhân này một khi động thủ khiến cho người ta đau đầu như thế nào. Xem ra người dù xuất sắc như thế nào, tại trước mặt mỹ nhân vẫn là như cũ tránh không được nhiệt huyết dâng lên. Tiểu công chúa chén rượu trong suốt lắc lư, nụ cười giống như là tiểu ác ma. Bọn họ nhóm người hàng năm sinh hoạt tại đế đô đều không xem trọng chiến đấu của Tiêu Viêm cùng với Mộc Chiến, mà tại mấy người nói chuyện lúc này, Tiêu Viêm cùng với Mộc Chiến tại trước mặt bao người như là tia chớp va chạm vào nhau, mặt trầm như trước. Tiêu Viêm bằng lãnh nhìn chăm chú vẻ mặt hung sát của Mộc Chiến. Lúc sắp tới trước người Mộc Chiến, gót chân xoay tròn, thân thể quỷ dị thoáng hiện bên tay trái của Mộc Chiến, hữu trưởng lắm chặt, khúc gỗ được thanh sắc đấu khí bao trùm tạo lên một cỗ kình phong hùng hãn, không chút lương tính hướng về đầu của Mộc Chiến giáng xuống. Nhận thấy được kinh khí phía trên đỉnh đầu, Mộc Chiến cười lạnh một tiếng, nắm tay đột nhiên hướng lên trên hùng hãn ngạnh kháng. Ầm một tiếng, theo tiếng trầm đục vang lên, khúc gỗ bằng bắp đùi bị nắm tay của Mộc Chiến ngạnh kháng bạo liệt vỡ tan tành, chấn nát khúc gỗ. Nắm tay bao trùm kinh khí của Mộc Chiến như là tia chớp, tiếp tục xuyên qua đám gỗ vụn thẳng hướng Tiêu Viêm đánh tới. Ý nghĩ khẽ chuyển, bị vụn gỗ bắn ra che lấp tầm mắt. Nắm tay của Mộc Chiến đánh tới bả vai của Tiêu Viêm mang theo quyền phong hùng hãn, khiến cả da mặt cảm giác nóng bỏng. Song điểm đau nhức nhỏ ấy vẫn không làm giảm lửa phần công kích của Tiêu Viêm. Ngay khi nắm tay của Mộc Chiến vừa vặn đánh tới, thân thể Tiêu Viêm quỷ dị trượt xuống. Tại cùng thời gian, thân hình xoay đủ một vòng, hữu trưởng chống xuống trước mặt, lưng uốn cong lại, bàn chân giữa không trung cũng xoay theo lửa vòng hung hãn, mang theo kinh khí bén nhọn. Cạnh bàn chân giống như là lưỡi đao phạt ngang cổ của Mộc Chiến, bộ dáng như là một đồ tiễn đào sắc bén. Được, không tồi, tiểu đao theo đường cong quỷ dị đạt tới trước cổ, làm cho Mộc Chiến trong mắt lổ lên một tia cuồng nhiệt.
song trưởng thu lại bảo hộ quanh cổ. Màu sắc da rẻ trên cánh tay nhanh chóng hóa thành vàng khô, nhìn qua giống như là hai đoạn khô mộc cứng rắn. Hai chân hung hăng lện ở trên cánh tay của Mộc Chiến, phát ra hai tiếng vang cổ quái. Trên bàn chân ẩn chứa kinh lực thật lớn khiến cho Mộc Chiến bật mạnh về phía sau một bước. Có điều Mộc Chiến kinh nghiệm chiến đấu vượt xa dự tính của Tiêu Viêm, cho dù là lúc đang lui về phía sau, vẫn xảo diệu vô cùng ổn định thân mình. Mũi chân hung hãn hướng đầu Tiêu Viêm đánh tới. Phản ứng của đối phương làm cho Tiêu Viêm trong mắt thoáng hiện kinh ngạc. Tay trái vận khởi toàn lực ổn định thân hình, đột nhiên xoay tròn, lúc này người ngoài nhìn vào không thể nào phát hiện. Một đoàn thanh sắc hỏa diễm không biết từ bao giờ dâng lên trong bàn tay của Tiêu Viêm, cũng hung hăng kích tới ngăn chặn bàn chân của Mộc Chiến. Oanh một tiếng thật to, kinh khí va chạm hùng mãnh, quyền trường của hai người va chạm cũng đúng lúc này lổ vang. Chỗ tay phải của Tiêu Viêm chồng xuống, vài đạo lứt thật nhỏ nhanh chóng lan tràn ra. Giao nhanh một kích lúc này đều khiến cho hai người phát ra một tiếng kêu rên. Tiêu Viêm tay phải vỗ nhẹ xuống mặt đá hoa cương, thanh âm ầm ầm bạo liệt. Thân hình của hắn cũng mượn luồng lực phản chấn bắn ngược lên, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống, lùi lại mấy bước, sau đó hóa giải hoàn toàn kinh lực, sắc mặt có vẻ ngưng trọng nhìn ở đối diện. Mộc Chiến cũng đang bắn về phía sau, một cái bàn bị hắn va phải liền lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ngắn ngủi trong một phút đồng hồ, hai người đã trải qua một phen chiến đấu kinh tâm động phách. Giao phong vừa rồi, bất luận là ai cũng thoáng có chút thất thần, hai bên đều không có chút nào lưu tình, công kích cực kỳ là hiểm hóc. Trong đại sảnh, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, bọn họ cũng không nghĩ đến vị thanh niên này nhìn qua tưởng chỉ là am hiểu luyện dược, không nghĩ tại chiến đấu phương diện không chút nào so với Mộc Chiến thua kém. Vừa rồi giao phong chỉ trong chớp mắt, thời gian mặc dù ngắn nhưng người sáng suốt cũng biết hung hiểm ở trong đó. Mộc Chiến tại đế đô trong thế hệ là thiếu niên, thiên phú chiến đấu giống như là có thể nói là đứng đầu, mà trong Gia Ma Thánh Thành vô cùng hiếm có đồng bạn của một lứa tuổi nào đó có thể cùng hắn chiến đấu, đặc biệt trải qua 25 lai lịch lãm quân doanh. Hiện tại Mộc Chiến không thể nghi ngờ là so với trước kia càng thêm mạnh mẽ cùng với hung hãn. Song tại vừa rồi trong lần giao chiến, hắn giống như là cũng không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Tuy nói lần chiến đấu này Mộc Chiến vẫn chưa vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả đấu kỹ cũng chưa từng thi triển. Song mọi người cũng sẽ không quên vị thanh niên tướng mạo tầm thường kia, đồng dạng hoàn toàn chỉ bằng bản năng thân thể mà chiến đấu. Không nghĩ tới nhằm kiêu lành lực chiến đấu không tồi như vậy. Kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, tiểu công chúa kinh ngạc rồi nói. Nàng minh bạch rõ ràng thiên phú phương diện chiến đấu của Mộc Chiến, song mới vừa rồi hắn cũng không thể nào đánh cho nhằm kiêu vô lực hoàn thủ. Ngược lại hai người còn chưa phân cao thấp đã dừng trận. Liễu Linh khóe miệng hơi giật giật, không nhìn thấy được trang cảnh Tiêu Viêm bị đánh cho hoa rơi nước chảy như là trong tưởng tượng. Hắn lúc này tâm tình cũng không thể nào tốt như thế được. Nghe tiểu công chúa trong giọng nói đầy kinh ngạc, trong lòng hắn cũng có chút không vui. Thản nhiên nói, nếu như Mộc Chiến phóng khai chân dùng toàn lực chiến đấu, ta dám nói nhằm kiêu cũng không phải là đối thủ. Ha ha, có lẽ thế. Tiểu công chúa cũng không suy nghĩ cười cười. Với tính cách của phụ nữ, quan sát của nàng tự nhiên là liếu so với Liễu Linh trong lòng mang khúc mắc tự nhiên là cẩn thận hơn rất là nhiều. Thời điểm Mộc Chiến lùi ra phía sau, nàng rõ ràng nhìn thấy bước đi của người này lùi về phía sau có điểm mất tự nhiên. Xem ra một kích va chạm cũng khiến cho Mộc Chiến giống như là cũng bị chấn động. Nham Kiêu, ngươi không sao chứ? Lóng lòng nhìn Tiêu Viêm lùi ra phía sau. Nhã Phi vội vàng tiến lên, lo lắng rồi hỏi. Đang nói chuyện đồng thời, cánh tay đã kéo ống tay áo của hắn lại, hiển nhiên là không muốn hắn tiếp tục chiến đấu. À, không có việc gì. Tiêu Viêm khẽ cười cười, tay áo bào hạ xuống, lắm tay lui tiến vào trong áo bào, run nhẹ nhẹ, đem luôn cảm giác đau đớn trên cựu quyền chậm rãi trục xuất. Người này thực lực quả nhiên là rất mạnh, nhìn một sáng hắn hẳn là lúc này đã là bát tinh thậm chí là cửu tinh đấu sư. Cảm thụ đường trên nắm tay truyền đến cảm giác đau nhức, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm phỏng đoán. Có điều hắn lúc này cũng không phải là dễ chịu, hỏa khắc mộc, thanh liên địa tâm hỏa nóng chảy cũng khiến cho hắn ăn phải một đòn âm ý. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn bàn chân Mộc Chiến một cái, khóe miệng nhếch lên một nét cười lạnh. Khí thế hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, bàn chân truyền đến đau nhức, làm cho khóe miệng hắn không ngừng co quắp, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng lưu chuyển. Sau đó bao vây lên bàn chân, phủ lên thành một màu nhạt nhạt lục sắc. Mộc Chiến đấu khí là thuộc về mộc thuộc tính đấu khí. Loại đấu khí này có tác dụng chữa thương nhất định, bởi vậy theo đấu khí bao phủ, bàn chân bị thương của Mộc Chiến cũng không có quá mức nghiêm trọng, đã từ từ khôi phục lại. Tiểu tử, rất không tồi, không nghĩ tới ngươi là một luyện dược sư, có loại sống an nhàn sung sướng, cư nhiên còn am hiểu phương thức chiến đấu sắc bén như thế. Mộc Chiến hướng về phía Tiêu Viêm nhếch miệng cười, giống như là một đầu mãnh hổ nhè răng vuốt múa. Khi thế hung ác lan tỏa, người này nếu là đặt ở trên chiến trường, chắc chắn sẽ là một trong hung hãn mãnh tướng. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ những chương đấu phá thương khung phần 4 tập 41 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTC. Cuối cùng thì mình, NTC, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.